Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Trị đã có nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đây là danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử như sau. Đơn vị bầu cử số 1 gồm 8 xã và 1 thị trấn: Trung Nam, Vĩnh Chấp, Vĩnh Thái, Vĩnh Tú, Vĩnh Hòa, Hiền Thành, Kim Thạch, Vĩnh Giang và thị trấn Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Trần Nhật Quang, số phiếu bầu 26.363 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 77,5%. Ông Vũ Văn Phong, số phiếu bầu 24.876 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 73,17%. Bà Bùi Thị Vân, số phiếu bầu 22.228 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 65,38%. Đơn vị bầu cử số 2 gồm 7 xã và 2 thị trấn Vĩnh Long, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, thị trấn Bền Quan và thị trấn Hồ Xá thuộc huyện Vĩnh Linh. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Đào Mạnh Hùng, số phiếu bầu 26.701 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 82,47%. Ông Nguyễn Đức Lý, số phiếu bầu 25.284 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 78,09%. Bà Võ Thị Thu, số phiếu bầu 19.391 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 59,89%. Đơn vị bầu cử số 3 gồm 8 xã và 1 thị trấn, Phong Bình, Giao An, Linh Trường, Hải Thái, Linh Hải, Giao Quang, Giao Châu, Giao Sơn và thị trấn Giao Linh thuộc huyện Giao Linh họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Trần Văn Quảng, số phiếu bầu 22.556 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 77,33%. Bà Lê Thị Hương, số phiếu bầu 22.019 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 75,49%. Ông Hồ Quốc Hương, số phiếu bầu 18.998 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 65,14%. Đơn vị bầu cử số 4 gồm 7 xã và một thị trấn, Giao Việt, Giao Hải, Trung Giang, Trung Hải, Trung Sơn, Giao Mỹ, Giao Mai và thị trấn Cửa Việt thuộc huyện Giao Linh. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Võ Văn Hưng, số phiếu bầu 21.209 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 82,62%. Ông Nguyễn Thiên Bình, số phiếu bầu 20.820 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 81,1% ông Nguyễn Minh Sơn, số phiếu bầu 19.074 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 74,3%. Đơn vị bầu cử số 5 gồm 7 xã và 1 thị trấn Thanh An, Cam Thủy, Cam Hiếu, Cam Tuyền, Cam Thành, Cam Chính, Cam Nghĩa và thị trấn Cam Lộ thuộc huyện Cam Lộ. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Ngô Quang Chiến, số phiếu bầu 31.515 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 87,6%. Ông Hoàng Nam, số phiếu bầu 30.142 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 83,78%. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, số phiếu bầu 22.221 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 81,22%. Bà Đặng Mai Nhi số phiếu bầu 23.101 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 64,21%. Đơn vị bầu cử số 6 gồm 12 xã và một thị trấn, Hướng Hiệp, Mò Ó, Triệu Nguyên, Ba Lòng, Đắc Cơ Đông, Ba Nang, Tà Long, Húc Nghì, Tà Rụt, A Vào, A Ngo, A Bung và thị trấn Cơ Đông Cơ Lang thuộc huyện Đắc Cơ Đông. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Lê Quang Chiến, số phiếu bầu 23.483 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 90,67%. Ông Nguyễn Trí Tuân, số phiếu bầu 23.342 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 90,13%. Ông Nguyễn Khánh Vũ, số phiếu bầu 22.175 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 85,62%. Bà Nguyễn Thị Lượng, số phiếu bầu 21.638 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 83,55%. Đơn vị bầu cử số 7 gồm 11 xã và một thị trấn, hướng lập, hướng Việt, hướng Phùng, hướng Sơn, hướng Linh, hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên, Tân Lập, Tân Long, xã Húc và thị trấn Khe Xanh thuộc huyện Hương Hóa. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Lê Minh Tuấn, số phiếu bầu 26.552 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 79,93%. Ông Trần Văn Bến, số phiếu bầu 25.262 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 76,05%. Bà Hồ Thúy Vinh, số phiếu bầu 23.857 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 71,82% bà Trần Thị Thanh Hà. Số phiếu bầu 22.694 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 68,32%. Đơn vị bầu cử số 8 gồm 8 xã và một thị trấn Tân Thành, xã Thuận, Hướng Lộc, xã Thanh, A Rơi, xã Si, xã Lìa, Ba Tầng và thị trấn La Bảo thuộc huyện Hương Hóa. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Đăng Ánh, số phiếu bầu 21.246 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 90,37%. Ông Nguyễn Anh Cư, số phiếu bầu 19.814 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 84,28%. Bà Ly Kiều Vân, số phiếu bầu 19.360 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 82,34%. Đơn vị bầu cử số 9, huyện Đảo Côn Cỏ. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ông Võ Viết Cường, số phiếu bầu 322 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 96,7%. Đơn vị bầu cử số 10 gồm 4 phường, phường 1, phường 3, phường 4 và phường Đông Thanh thuộc thành phố Đông Hà. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Chiến Thắng, số phiếu bầu 22.411 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 85,94%. Ông Thái Thanh Hùng, tức Hòa thượng Thích Thiện Tấn, số phiếu bầu 20.047 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 76,88%. Ông Nguyễn Đính, số phiếu bầu 16.548 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 63,46%. Đơn vị bầu cử số 11 gồm 5 phường, phường 2 phường 5, phường Đông Giang, phường Đông Lễ và phường Đông Lương thuộc thành phố Đông Hà. Họ và thêm người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Đăng Quang, số phiếu bầu 34.620 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 89,63%. Ông Lê Hải Đăng, số phiếu bầu 33.036 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 85,53%. Bà Nguyễn Hồng Hải, số phiếu bầu 31.673 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 82%. Bà Trần Thị Thu, số phiếu bầu 26.867 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 69,56%. Đơn vị bầu cử số 12 gồm 7 xã và 1 thị trấn, Triệu Thượng, Triệu Long, Triệu Tài, Triệu Trung, Triệu Sơn, Triệu Giang, Triệu Ái và thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Trần Việt Dũng, số phiếu bầu 23.151 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 82,42%. Ông Nguyễn Bá Duẩn, số phiếu bầu 22.085 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 78,63%. Bà Hồ Thị Thu Hằng, số phiếu bầu 19.335 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 68,83%. Đơn vị bầu cử số 13 gồm 10 xã: Triệu Thành, Triệu Hòa, Triệu Độ, Triệu Đại, Triệu Thuận, Triệu Phước, Triệu Trạch, Triệu An, Triệu Vân và Triệu Lăng thuộc huyện Triệu Phong. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Trần Xuân Anh, số phiếu bầu 27.596 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 76,76%. ,76%. Ông Lê Vĩnh Huệ, số phiếu bầu 21.023 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 58,47%. Ông Nguyễn Hữu Chiến, số phiếu bầu 20.988 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 58,38%. Ông Nguyễn Văn Khởi, số phiếu bầu 20.609 phiếu tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 57,32%. Đơn vị bầu cử số 14 gồm 4 phường và 1 xã, phường 1, phường 2, phường 3, phường An Đôn và xã Hải Lệ thuộc thị xã Quảng Trị. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Văn Ngọc Lãm, số phiếu bầu 15.406 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 84,75%. Ông Nguyễn Trần Huy, số phiếu bầu 15.310 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 84,22%. Đơn vị bầu cử số 15 gồm 9 xã Hải Phú, Hải Quy, Hải Thượng, Hải Hưng, Hải Ba, Hải Quế, Hải Dương, Hải An và Hải Khê thuộc huyện Hải Lăng. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Văn Ngọc Phong, số phiếu bầu 28.571 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 83,44%. Ông Lê Thế Quảng, số phiếu bầu 26.537 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 77,5%. Ông Hồ Xuân Hoà, số phiếu bầu 24.736 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 72,24%. Đơn vị bầu cử số 16 gồm 6 xã và 1 thị trấn. Hải Định, Hải Phong, Hải Trường, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Lâm và thị trấn Diên Xanh thuộc huyện Hải Lăng. Họ và tên người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Vĩnh Quyền, số phiếu bầu 28.837 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 82,94%. Ông Nguyễn Văn Thanh, số phiếu bầu 27.291 phiếu, tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ 78,49%. Ông Nguyễn Thế Lập, số phiếu bầu